Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thùy Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác vài mẫu đồng hồ đeo tay size nam. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động hoàn hảo, bao bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ. Em bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán hay bất kỳ chi phí gì nữa. Đây là đồng hồ đeo tay size nam có mã số 272 đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko. Ngoại hình đẹp xuất sắc, tầm 90-95%. Size của đồng hồ là 37, cả núm chưa tính núm là size 36. Kim giờ, kim phút, kim giây và xung quanh cọc số tất cả đều giả quang. Ban đêm nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Đồng hồ sử dụng pin 3 kim 2 lịch. Lịch ngay vị trí 3 giờ thể hiện các thứ trong một tuần và các ngày trong một tháng. Ngay vị trí 12 giờ là logo nổi đến từ thương hiệu Anba. Và ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ da băng, em bao bộ máy chuẩn xịn da băng của hãng Seiko cho các bác sử dụng. Ngoại hình của đồng hồ còn mới đẹp tầm 95-98%. Mặt của đồng hồ còn trải tia, đẹp xuất sắc như vậy. Vỏ của đồng hồ bằng thép không rỉ, rất là bền và sáng đẹp theo năm tháng. Các bác thấy cái xước trên vỏ đồng hồ nè, còn nguyên si, mới ken như vậy. Giá bán chỉ có 800.000, giá rất là mềm cho một cái đồng hồ đẹp xuất sắc đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko. Và bây giờ em sẽ quay ngoại hình của đồng hồ cho các bác tham khảo nha. Ngay chốt khóa của đồng hồ có dập nổi logo thương hiệu Anba, rất là đẹp luôn. Các bác nhận được mẫu đồng hồ này vô cùng ưng ý. Kim dạ quang nhìn rất là đẹp, mặt còn chảy tia, 3 kim 2 lịch, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Hai đầu dây của đồng hồ khắc đầy đủ số series. Phía dưới mặt đáy thì có hàng chữ da băng và số series là 091707. Số series rất là đẹp nha. Từ mặt trên cho tới mặt đáy, từ vỏ dây của đồng hồ còn đẹp xuất sắc như vậy. Và tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 273 đến từ thương hiệu Seiko, bộ máy chuẩn xịn da băng. Đồng hồ sử dụng pin 3 kim 2 lịch. Lịch ngay vị trí 3 giờ thể hiện các thứ trong một tuần và các ngày trong một tháng. Ngay vị trí 12 giờ là logo của hãng Seiko. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ da băng. Cọc số nổi bắt sáng rất là đẹp. Vỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Dây rất là đẹp luôn nha. Giá bán của đồng hồ này là 500.000, các bác chuyển khoản đủ em bao ship tận nơi cho mình. Hai cái đầu dây của đồng hồ đầy đủ số series. Thái sấy, núm cổ chai, chống nước rất là tốt. Trung tâm đáy của đồng hồ là hàng chữ Seiko, đầy đủ số series, bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Núm zin theo đồng hồ, núm cổ chai, chống nước rất là tốt. Và tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 274 đến từ thương hiệu Edwards. Bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Size của đồng hồ là 33, cả núm chưa tính núm là size 32. Kim giờ, kim phút, kim giây và những cọc số trên cái mặt đồng hồ tất cả đều được mạ vàng. Dây và vỏ demi. Ngoại hình của đồng hồ còn rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Vỏ và dây demi, núm mạ vàng. Giá bán chỉ có 400.000. Các bác chuyển khoản đủ em bao ship tận nơi cho mình. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Và tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 275 đến từ thương hiệu Casio. Size của đồng hồ là 37, cả núm chưa tính núm là size 35. Đồng hồ sử dụng pin 3 kim 2 lịch. Lịch ngay vị trí 3 giờ thể hiện các thứ trong một tuần và các ngày trong một tháng. Ngay vị trí 12 giờ là thương hiệu Casio. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ da băng. Vỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy. Giá bán của đồng hồ này là 500.000, các bác chuyển khoản đủ em bao ship tận nơi cho mình. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, em bao bộ máy chuẩn xịn da băng đến từ thương hiệu Casio cho các bác sử dụng.